Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wow TV. Các bạn thân mến, để có được những thước phim quý giá về cuộc chiến tranh Việt Nam, những phóng viên chiến trường đã phải tham gia trận địa như những người lính và hứng chịu cả một cơn mưa đạn dội trên đầu. Đó là những gì mà những phóng viên chiến trường của đài truyền hình CBS nổi tiếng nước Mỹ đã phải trải qua. Giờ đây, với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số, chúng ta đã được xem lại những thước phim này một cách chân thực và rõ nét nhất để thấy được sự khốc liệt của cuộc chiến tranh Việt Nam. Và mới đây, trên kênh YouTube của đài truyền hình CBS Evening News đã đăng tải một đoạn video ngắn với nhan đề Chiến tranh Việt Nam năm 1970, cận cảnh trung đội Mỹ bị tấn công. Mở đầu đoạn video, nam phóng viên này đã ghi lại cảnh những binh lính Mỹ cưỡi trên những chiếc trực thăng chuẩn bị tham gia vào một chiến dịch càn quét trong một cánh rừng của Việt Nam. Khi bọn họ vừa đặt chân xuống khu rừng và bắt đầu cuộc hành trình tuần tra truy lùng những người lính cộng sản, thì bất ngờ từ trong bụi cây, một làn mưa đạn tuôn ra, nã thẳng vào họ một cách tới tấp, khiến họ không kịp bắn trả. Sau đó, cả hai bên đã có một cuộc đấu súng dữ dội giữa những khẩu M16 và AK-47. Sau khi đoạn video này được đăng tải, thì đã thu hút hơn 16 triệu lượt xem cùng với 140.000 bình luận đến từ cộng đồng mạng quốc tế. Cư dân mạng đều tỏ ra vô cùng hồi hộp về diễn biến của cuộc chiến và thương xót cho những người lính Mỹ đang ở độ tuổi 20 bị ép tham gia vào cuộc chiến tranh phi nghĩa. Vậy, cộng đồng mạng đã có những phản ứng như thế nào và nói gì về video này? Thì ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng AD tìm hiểu nhé! Thật đáng tiếc, những người trẻ tuổi này may mắn được trở về nhà thì lại bị chính phủ bỏ rơi và bị dân chúng ghét bỏ vì đã tham gia chiến tranh phi nghĩa. Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc bày tỏ sự tôn trọng của mình với những người đã chiến đấu trong quân đội. Mặc dù họ không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh phi nghĩa này, nhưng họ bị ép buộc. Thật không thể tin được là những người lính dày dặn kinh nghiệm này chỉ đang trong độ tuổi ngoài 20. Họ chỉ là những chàng trai trẻ tuổi. Xin nhắc lại rằng, hầu hết những người lính tham gia chiến tranh ở Việt Nam mới chỉ trong độ tuổi từ 18 đến 25 mà thôi. Thước phim này rất chân thực và tuyệt vời. Tôi tự hỏi là có bao nhiêu người sống sót ra khỏi Việt Nam và trở về đoàn tụ với gia đình. Cuộc chiến phi nghĩa đó thật là ngu ngốc, hy sinh rất nhiều người dũng cảm, không vì mục đích gì cả. Đây thực sự là thước phim rất cảm động. Người chú thân yêu của tôi, David Lam, đã từng làm phóng viên chiến trường tại Việt Nam. Chú ấy đã từng ghi lại rất nhiều cảnh tượng kinh hoàng trong trận chiến đồi thịt băm năm 1969. Chú không kể nhiều về những trải nghiệm của mình, nhưng chú nói rằng chú đã chứng kiến nhiều cảnh tượng chết chóc và tàn phá. Chính vì thế, khi trở về nước, chú ấy đã viết một cuốn sách về những khoảnh khắc mà chú ấy từng chứng kiến khi ở Việt Nam và viết lại những câu chuyện về sự sống sót và kiên cường của những người lính Mỹ. Tôi hy vọng tất cả những người lính trong video này đều đã trở về nhà an toàn. Nhưng có lẽ sự thật thì đôi khi rất phũ phàng. Tôi rất khâm phục những người phóng viên hiện trường chiến tranh đã quay lại được những thước phim chân thực nhất trong thời kỳ đó. Đó là công việc vô cùng nguy hiểm và thực sự họ rất dũng cảm. Trời đất, tôi ước gì họ sẽ thường xuyên đăng những video về những thước phim chân thực như thế này. Đây là những gì mà người truyền thông muốn xem nhất đấy. Tôi nhớ rằng tôi đã từng xem những bản tin như thế này và bắt đầu ngồi cầu nguyện cho ba người anh trai của tôi sẽ không bị giết. Giờ đây, khi mọi chuyện đã ổn, thì tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi xem lại những thước phim chân thực này. Tôi không thể tin nổi là chúng tôi đã từng xem trực tiếp những cảnh quay chân thực này trên bản tin mỗi tối. Khi đó tôi còn là một thiếu niên. Thế giới này thật quá điên rồ. Thật là một sự xúc phạm khi gọi họ là những đứa trẻ. Sau những gì mà họ đã phải trải qua, thì họ xứng đáng được gọi là những người hùng. Tôi thương xót cho tất cả những linh hồn tội nghiệp trong cuộc chiến phi nghĩa này. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu đựng điều tồi tệ thêm một lần nào nữa. Nhưng cảm giác như những điều tồi tệ này đang sắp đến gần rồi. Đây là một phóng viên tin tức thực tế và dám lăn xả vào chốn nguy hiểm để có thể báo cáo những sự kiện đang diễn ra. Tôi nghĩ rằng các phương tiện truyền thông hiện nay nên học hỏi điều này. Trong khi những người lính vất vả khiêng người đồng đội bị thương, thì ông phóng viên này lại dí micro vào mặt anh ta và nói câu: "Bạn cảm thấy thế nào?" Đùa chứ, ông phóng viên này vô duyên thực sự. Đây là thời kỳ mà những nhà báo dũng cảm thực sự tồn tại. Quá tuyệt vời! Cảm giác thật kỳ lạ khi xem được những thước phim chân thực như thế này. Bởi vì chúng ta đã quá quen với việc xem phim, nên khi xem lại những thước phim thực tế về chiến tranh, khiến cho người xem có cảm giác như mình đang lạc vào trong cuộc chiến đó. Người cầm cờ, người cầm súng, những viên đạn bay khắp nơi, cảnh tượng này quá siêu thực rồi. Có ai biết chuyện gì đã xảy ra với những người lính anh hùng này không?
Tôi hy vọng rằng hiện tại họ đã có một cuộc sống đầy đủ sau khi phải trải qua những điều tồi tệ trong chiến tranh. Ông của tôi nói rằng, hồi ông ở Việt Nam, nhiều người lính sau khi sống sót về quê nhà thì đều đã trở thành những ứng cử viên sáng giá sau Thế chiến II. Đúng là một cuộc chiến vô nghĩa. Cảm ơn tất cả các cựu chiến binh đã phục vụ trong quân đội. Trái tim tôi dường như quặn thắt lại khi biết được những điều mà họ đã phải chịu đựng và trải qua trong quá khứ. Khi tôi xem được một số những thước phim sống động như thế này, tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng chúng ta đã từng làm tổn thương Việt Nam trong quá khứ, còn ở hiện tại, chúng ta đang lặp lại điều đó và làm tổn thương Afghanistan. Lòng dũng cảm và sự anh dũng của những người lính không bao giờ làm tôi hết kinh ngạc. Và người phóng viên này thực sự rất can đảm khi dám lao mình vào trong những trận chiến khốc liệt để quay được những thước phim vô cùng sống động. Những chàng trai này tuy chỉ mới ở độ tuổi 20 thôi, nhưng họ đã phải trải qua vô số những điều tồi tệ và kinh hoàng. Mặc dù không hề muốn, nhưng họ bị ép buộc phải tham gia cuộc chiến tranh phi nghĩa. Để có thể trở về quê hương, họ buộc phải chiến đấu để sống sót. Đây thực sự là những người đàn ông thực thụ. Đầu tiên tôi cứ nghĩ đây chỉ là một bộ phim được dựng lên mà thôi. Thế nhưng nó là khung cảnh có thật ngoài đời. Diễn biến của cuộc chiến đẫm máu đã được quay lại một cách vô cùng sống động, khiến cho bất cứ ai khi xem được đoạn view này cũng đều phải rùng mình. Tôi rất buồn khi phải chứng kiến cảnh tượng lính Mỹ chiến đấu khốc liệt với lính Việt Nam. Họ đều là những con người lương thiện và tử tế, nhưng chỉ vì cuộc chiến tranh phi nghĩa này mà họ đã phải tàn sát lẫn nhau để rồi chẳng được cái gì cả. Là một công dân Mỹ, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến với Việt Nam, mong các bạn tha thứ. Toàn là những chàng trai trẻ đang ở độ tuổi 20, chưa được dạy bài bản đã bị đưa sang Việt Nam để chiến đấu, rồi cuối cùng bỏ mạng nơi đất khách quê người. Thật tội nghiệp. Đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa đáng bị lên án. Họ đều là những người lính hiền lành, chất phác, nhưng bị ép phải tham gia chiến đấu, rồi giết hại biết bao nhiêu người vô tội, để rồi chẳng nhận được cái gì cả. Và còn rất nhiều những bình luận khác nữa bày tỏ sự xót xa khi phải chứng kiến cảnh tượng khốc liệt của cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Và các bạn biết không, bên cạnh sự dữ dội của màn đấu súng mà những người lính Mỹ đã phải trải qua, thì người phóng viên chiến trường chắc cũng có một phen hú hồn trong quá trình ghi lại những thước phim này. Mặc dù anh ta không được phát súng và đạn, nhưng vũ khí thiết thực nhất mà anh ta có đó chính là chiếc camera đã quay lại cảnh tượng tàn khốc của cuộc chiến tranh Việt Nam và cho cả thế giới thấy rằng đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Sau khi xem xong đoạn video này, thì các bạn có cảm nhận như thế nào về khung cảnh chiến tranh Việt Nam? Và cảm nghĩ như thế nào về những người lính Mỹ, những người phóng viên chiến trường thời kỳ đó? Hãy để lại bình luận của các bạn xuống dưới video này cho mình cùng biết với nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!